Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết thì sau một thời gian nghỉ Tết để dành thời gian cho gia đình thì bữa nay mình đã quay lại bán rồi anh em. Là mùng 6 thì mới ship được. Mà bữa nay anh em nào mà có muốn mua thì cứ cọc nha. Mùng 6 mình sẽ đóng gói gửi cho anh em. Sẵn luôn mình sẽ thông báo một số mặt hàng có lên giá chút đỉnh với lại một số mặt hàng giảm giá nha. Anh em theo dõi chi tiết nha. Ở trên màn hình là kèn Dream 125 hàng tháo xe 2022 nha anh em. Thì kèn đa số là mình hàng tháo xe. Thì lúc trước mình bán 250 một cây. Kèn của Thái anh em. Kêu rất là lớn. Anh em đã từng sử dụng rồi hoặc là anh em có thể thử trên những chiếc quay LED đó, quay 125 i 2022 á thì nó cũng chung loại kèn này luôn. Thì một cây về bữa nay là lên 30.000 anh em. 280 một cây. Hiện tại mình về được 9 cây nha. Anh em nào có muốn mua cứ liên hệ. Chỉ có mặt hàng này là lên giá thôi. Còn một số mặt hàng giảm giá thì tí nữa mình sẽ thông báo sau. Là bình ắc quy anh em, bình tháng 2 2022 của Honda đặt hàng dành cho riêng Rim 125 nè. Honda NCX nha. Của công ty NCX nó đặt hàng. Đặt hàng. Bình là bình Thái anh em. Thì bình này mình bao anh em là còn cầm, ví dụ anh em mà về mà xài sử dụng mà là nó không cầm bình á, bình nó không giữ á, thì mình bao anh em là bình còn xài ok nha. Ví dụ mà anh em về mà gắn lên xe mà nó không sạc, nó nghĩa là nó không cầm á, thì mình sẽ đổi cho anh em bình khác. Cái này là 400.000 anh em, hàng tháo xe của Rim 125. Đây là bộ đồ nghề của Rim 125 thì nó có luôn cái vít nha, thường thường nó không có nhưng mà đợt này nó gửi về có nè, có kèm. Nói chung là anh em gắn lên để lên xe để cho nó có đầy đủ vậy thôi. À, có mở bugi luôn nè, còn bộ gì ta 200 ngàn nè, 200 ngàn bộ. Hôm nay mình về được 5 bộ ốc, nói chung ốc này nó không có đẹp lắm với lại mình không có vệ sinh nha, thì giá nó cũng rẻ nữa anh em. Để mình quay ngang gì cho anh em dễ nhìn ha. Thì một bộ ốc như vậy gồm ba ốc cho máy, bộ ốc ba nắp nha, với lại bộ ốc đầu bò, bốn ốc đầu bò ha. Nguyên bộ như vậy chỉ có 400.000 thôi, thì tiền nào của đó nha, mình không tẩy rửa không vệ sinh. Thì anh em nhìn ốc sơ quá ha, giờ anh em chà rửa dầu lại, tại mình không có thời gian làm, mình bán giá cũng rất là mềm, anh em tham khảo ha. Thường thường ba ốc này cũng 70-80 ngàn rồi, bốn con này cũng 200 rồi, nhưng mà nguyên bộ chỉ có 400.000 thôi, nguyên bộ này nè. Thì mình về được 5 bộ, hiện trạng nó đều như nhau hết, tháo xe nhưng mà bên đó nó xài không kỹ á, thì đống đất thôi, mình không có chà rửa, mình không có, nói chung đồ tất cả đồ mình về đều không tẩy rửa nha. Đồ mình bán đồ mộc, đồ lấy sao bán vậy, không tẩy rửa, không bùa phép, không rửa dầu rửa gì hết. Ở đây thì mình mới về được 5 bộ số Rim 125. Thì số Rim 125 á, thì anh em xài chung cho Phu Chanel, Phu Chà Ít, FI Sơn Cơ đều xài bình thường anh em, với lại xài chung cho Phu Chà Mập, Phu Chà Led luôn của dòng Honda 125. Bình thường là bộ số nó sẽ không có cái đầu bi này, nhưng mà đợt này về nó có thì mình bán có cho anh em nha. Này cái đầu bi bên báo số nè. Thường thường thì nếu mình tháo trên cục máy của mình á thì cái bộ này nó sẽ nằm trong cái bộ báo số, nhưng mà cái bộ số này nó đi kèm này thì mình để chung luôn. Thì bữa nay mình bán giá khai xuân đầu năm thì một bộ như là 1,4 triệu anh em. Một bộ số như là 1,4 triệu bao ship cho anh em khai xuân nha. Hiện giờ mình về được 5 bộ, thì một bộ số nó gồm có đầy đủ cum lê của nó nè, cặp cần cua nè, cái cốt nè, cái cần lừa số nè, là so ốc lông đền, thì nguyên một bộ nó đầy đủ chi tiết như vậy. Số thì anh em xem ha, cốt này nó chưa mòn nè, còn đẹp, chỉ có cái nó nhớt thôi. Mình không có chà rửa, nếu như mình chà dầu cái là sạch sáng rồi, nhưng mình không có làm vậy, mình chỉ bán thì bao hiện trạng thôi, bao hú. Ví dụ mình nó hú số thì mình đổi cho anh em bộ khác trả tiền này anh em.
Đây, mình mới về được ba bộ nồi Dream 125. Thì trong này có một bộ chính xác là 2022 của tháng 2. Bố nó vàng luôn anh em. Chuông nó vừa sờn nhẹ ha. Giờ có cảm giác. Thì một bộ như vậy là 3 triệu 2 nha anh em. Còn những bộ mà 2022 nhưng mà đắt còn 21 á, năm tháng 11 nè. Cũng bố vàng luôn. Đó. Thì bộ này là 2 triệu 9. 2 triệu 9 bộ nha anh em. Đây là bộ chỉnh nồi nha anh em. Thì bộ chỉnh nồi này nó chỉ có thiếu quần ốc chỉnh nồi bên ngoài thôi. Thì nguyên một bộ gì là nó 150 một bộ nha. Nó thiếu quần ốc đó, trừ lại 50. Thì anh em nào mua chung với bộ nồi thì bộ này chỉ có 100 ngàn thôi. Còn anh em nào mua lẻ thì một bộ 150. Anh em thấy bố nó còn vàng không? Đẹp luôn nè. Thì mình về được mấy bộ, ba bộ. Còn đây là bộ cố đạp cốt số anh em. Thì một bộ như vậy thì đầy đủ cụm lê của nó. Anh em về khỏi phải si, khỏi phải gam lại. Bộ chỉ có 250 thôi. Trắng không không công dên nha. Sạch sẽ. Không tẩy rửa luôn. Đây là cái đầu bò Rim 125 anh em, 2022 tháng 4. Đẹp nha. Nó không có ngóc cổ vô mà nó có bugi, có co. Thì bộ này chỉ có 2 triệu tư thôi. Giá khai xuân đầu năm nhé, chứ bình thường là 2 triệu tư là nó không có co đâu đó. Cái này luôn co với ốc luôn mà có 2 triệu tư thôi. Cú đề đi 125 thì anh em cũng đã biết rồi đó. Thì đề lên xe rất là êm. Thì một cũ như vậy, cũ mà tương đối như vậy nó không được đẹp lắm. Thì 600 650 một cũ nghe nè, bao ship luôn. Còn như cũ mà còn đẹp như là 700, bao ship cho anh em. Đầu xuân này mình bao ship trong vòng một tuần lễ nha, bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết cho tới hết ngày 11 Tết nha. Còn anh em nào mà mua sau thì có thông báo mới thì mình sẽ áp dụng theo cái mới nha anh em. Đây là dên Dream 125 nha anh em. Dên này thì lắp được cho 2022, lắp được cho full channel, full chờ ít, full 2 không lắp được cho full mập nha. Thì một cây này là 1,8 triệu nha anh em, hàng đẹp, bao anh em không gơ lắc nha. Anh em kiểm tra hàng thanh toán nhưng mà có cọc nha. Trường hợp mà dù mà nó gơ lắc tới mà kiểm tra mà nó gơ lắc anh em không nhận hàng đó, thì mình trả cọc lại. Đây là mình đã cho thợ kiểm tra rồi, 1,8 triệu 2022, bật đạn là Na Chi nè, zin nè. Đây là gấp cà tê của Rim 125 nghe nè, gấp 2022 sơn zin đẹp không chày. Em nhìn bên trong là biết là nó đi ít rồi ha. Này, em nhìn bên trong nè còn đẹp chưa. Ở đây là bùn đất dơ thì mình không nói đi, còn trường hợp nào mà nó chày mớp thì mình sẽ nói chày mớp. Thì bộ này giá khai xuân là 1,6 triệu anh em, 1,6 triệu một bộ gấp cà tê. Bộ này thì mình vẫn bao ship cho anh em luôn nha. Nói trước bao ship nhưng mà chỗ này có chạy nhà chỗ này chút xíu đó. Đó. Không đáng kể nha. Nằm ở sau anh em lắp cái bánh lên là nó đã che rồi. Nhìn cái cao su đỡ sên anh biết, anh em biết nó đi ít rồi ha. 1,6 triệu. Đây là cặp gác chân Rim 125 2022. Thì hàng của mình là hàng như thế nào mình để như vậy, mình không tẩy rửa ha. Thì về thì thấy nước nhôm nó hơi bong bong vậy nè. Mình bán giá cũng hơi bong bong luôn, về cho anh em tự xử lý ha, tự bát lại. Cao su zin nè, anh em nhìn cao su là biết đi hết rồi ha. Cao su bắc bô cũng vậy, cũng đẹp luôn. Thì một cặp gì mình bán chỉ có 800 ngàn thôi anh em. 800 này á thì mình là bao đúng hàng zin tháo xe, còn chuyện mà nó bong bong gì có thể là nó bị ảnh hưởng của nước mưa á, anh em về bát sơ lại. Còn đây là phuộc zin 125 2022 anh em. Thì phuộc này á thì phuộc zin không chày 2022, phuộc đẹp luôn á. Thì một cặp như vậy là 1,6 triệu anh em, không chày tì zin anh em nhìn ha. Từ đó
Còn như bên đây là 2021 mà nó có chày. Bữa nay mình bán giá khai sừng luôn. 1 triệu 3 nha anh em. 1 triệu 3 một cặp. Thì nó có chày dưới chân này chút xíu thôi. Nè, bên trong. Trường hợp là vẫn là phục zin, tuy zin không có phục hồi nha, không xì nhớt không phục hồi. Lắp vừa cho quen pha đời mới nè, quen pha đời cũ nè. Super rim tem lửa vậy đó. Đây là phục rim 125 2022 nha anh em. Phục 2022. Cặp này đẹp nè. Đó. Cặp này 1 triệu 450. Còn những cặp 2022 mà nó có chày. Chày ống nhựa phần trên. Chân cũng đẹp luôn. Cao su 07. Thì những cặp như vậy á thì giá nó chỉ có 1 triệu 3 thôi, còn bên đây 1 triệu 450 nha anh em. Hiện tại mình còn khoảng nhiêu đây cặp. À, thì anh em cần cặp nào thì giá nào thì mình sẽ gửi anh em giá đó. Nói chung là tiền nào của đó nha. Lúc anh em mà dọn xe sơ sơ, gửi xe để đi làm thì lấy mấy cặp như vậy. Quan trọng là nó zin ha. Ống nhựa đó thì khi anh em lắp lên dàn áo rồi nó cũng che khuất rồi. Thì nó đỡ được 150. Còn những cặp mà nó ken gì. Nó ken gì nè. Ý mình không tẩy rửa nha. Còn bùn đất nè, bùn nè, bụi á. Chiều 450, bữa nay chiều 3 2022. Đây là hai bộ lửa rim 125 nha anh em. Lửa này là lửa 2022 luôn, ken đẹp luôn. Nói chung là nó xuất sắc. Anh em nhìn nè ha. Thì một cụm lê một bộ nó như vậy. Nó có luôn mấy ngóc luôn nè. Một bộ nó như vậy là 900 ngàn anh em. Đợi 2022. Mình còn hai bộ. Còn bộ 3 nắp này thì một bộ 1 triệu 2. Sơn zin không chày ha. Bộ 1 triệu 2. Lắp vừa cho Full Chanel, Full Chanel 2. Full X luôn. Zin 125, IC 2022 nha anh em. Này là 2021 nè. Ý 2020 à. Nó T9 nè. À, nó vẫn sử dụng bình thường anh em. Cái chấm này nó chỉ phân biệt cái lô hàng của đi năm nào thôi. Chứ nó không phải là lửa mạnh hay lửa yếu. Chứ nếu mà nói về mà chấm mà lửa lửa mạnh thì không ai dạy đi để chấm thấp. Lửa thấp làm cái gì? Đúng không? Ta sản xuất lửa cao hết. Chẳng qua là những anh em số khác bán lợi dụng cái số đẹp á để bán nâng giá cao lên thôi. Chứ hàng thì vẫn như nhau hết nha anh em, hàng đúng zin. Tháo xe. IC như là 550 nha anh em. Nên bán giá khai xuân 550 một cục. Lắp vừa cho quay alpha nhỏ nè. Quay RS nè. Full 2, full neo, sân cơ. Vừa rồi mình cũng có báo giá sơ qua số mặt hàng. Thì nói chung hàng thì đợt này về cũng hơi nhiều, cũng hơi phong phú. Thì anh em nào chốt muốn nào cứ liên hệ. Thì mùng 6 mình sẽ ship. Còn anh em muốn mua thì cứ cọc nha. Cọc rồi mùng 6 mình sẽ gửi hàng cho anh em. Những anh em mà đã từng mua thì không sao. Còn những anh em mà chưa từng mua thì chắc chắn sẽ có băn khoăn rồi. Nhưng mà mình nói trước, mình là mua bán rõ ràng, mình không có phải dân lừa đảo, vì vậy anh em cứ yên tâm. Còn nếu mà anh em chưa đủ tin tưởng thì cứ xem theo dõi kênh của mình thời gian nữa ha, hoặc là vào Zalo số điện thoại hai số điện thoại trên màn hình đó thì sẽ thấy là mình mua bán như thế nào ha. Cuối clip cũng cảm ơn anh em gần xa đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Cảm ơn anh em đang xem video. Chúc tất cả anh em năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành đạt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.